Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là giáo án môn thể dục lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh Giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, thầy cô có thể thấy giáo án cho bài 1 biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc và ngược lại sẽ có những phần như sau. Trên đây là giáo án bài 1, biến đội hình từ một hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc và ngược lại của môn thể dục lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Những bài còn lại trong chương trình môn thể dục lớp 3 đều được dọn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản Word, thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình dạy của địa phương. Và để biên soạn được giáo án này, nhóm giáo viên của kênh giáo viên cũng mất khá nhiều thời gian và công sức. Do vậy, giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn lớp 3 của những bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo và cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.